hôm nay ấy, thì mình đã thấy một chiếc vòi rồng, nhưng mà có phải vòi sống thật. Vòi này thực ý, thì ấy có một vòi rồng bị người ta mặt nước. Bây giờ đã thấy vòi rồng, nhưng mà đây là chính là ấy, đây là bằng túi ni lông hoặc rác thải nhá. Vì vậy các bạn nên bảo vệ môi trường, làm sạch môi trường, không để rác thải được đâu nhá các bạn. Các bạn đã biết thì những người rác thải ra biển thì là những con vật dưới biển, nó ăn cái rác thải, nên là có những người đã câu lên mổ ra, đã thấy rất là nhiều rác, nên đã có vài người gì đó đã làm như thế này để nhìn cho chúng ta là hãy hành động vì sinh vật biển, không vứt rác thải nhựa ra biển nhé.